liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng, như đã thông tin, tối ngày 25 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả điều tra về vụ việc. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ tháng 3 năm 2021 tới nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng internet. Bên cạnh đó, bà Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, làm xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức và cá nhân. Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu để phát ngôn, cổ xí văn hóa chửi trên không gian mạng. Điều này ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Trước các hành vi trên, cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Phương Hằng làm việc để nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không thực hiện mà thách thức cơ quan chức năng coi thường công luận. Bên cạnh đó, bà Hằng tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân, còn tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Việc này dẫn tới tình hình an ninh trật tự phức tạp, bức xúc trong dư luận. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đe dọa giết người thông qua mạng. Quá trình xác minh giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến bà Hằng, công an xác định ngày 8 tháng 4 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt vi phạm hành chính với bà này về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, bà Hằng quản lý sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội Internet và trực tiếp livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác. Từ ngày 15 tháng 2 đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Phương Hằng làm việc 4 lần vào các ngày là 18 tháng 2, mùng 7 tháng 3, mùng 9 tháng 3 và 16 tháng 3 năm 2022 để cảnh báo và gian đe. Đồng thời, công an yêu cầu bà chấm dứt các hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội, thực hiện hành vi xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cố ý né tránh, không chấp hành. Mặt khác, bà lại tiếp tục tụ tập đông người, gây ảnh hưởng phức tạp với tình hình an ninh trật tự. Điển hình, bà Nguyễn Phương Hằng đi đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, sân bay Tân Sơn Nhất, tổ chức đoàn đi Hà Nội, Châu Đốc và An Giang. Đồng thời, bà Hằng tổ chức nhiều buổi livestream công kích xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức gây mất an ninh trật tự vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra xác minh, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân. Hành vi này đủ yếu tố để cấu thành tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Với các tài liệu, chứng cứ đã thu nhập được, ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng về tội danh trên. Hiện nay, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Bà Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội tổ chức nhiều buổi live stream với nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người. Quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội cho biết việc bà nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều đã được dự báo từ trước bởi lẽ đã có nhiều người tố cáo bà hằng trong các buổi livestream liên tục chửi bới xúc phạm họ và đưa ra những thông tin chủ quan ngôn ngữ thiếu chuẩn mực hoạt động của bà hằng trên mạng xã hội thời gian vừa qua đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều Thời gian trước đây, một số giang hồ mạng đã sử dụng mạng xã hội để nói năng tục tiễu, trời bới, xúc phạm người khác, đe dọa hành vi vi phạm pháp luật thì đã bị xử lý. Những đối tượng gây náo loạn trên mạng xã hội thường là những kẻ coi thường pháp luật. Còn những doanh nhân, những người có học thức, có hiểu biết xã hội, những người có tầm ảnh hưởng đối với xã hội thì họ thường rất kín tiếng và chuẩn mực trước cộng đồng, ít khi có những phát ngôn gây sốc như bà Hằng. Hiện tượng phát trực tiếp trên mạng xã hội của một doanh nhân như bà Hằng trong thời gian qua là một hiện tượng lạ chưa từng có ở Việt Nam không có ít người thấy thích thú với cách nói, cách chửi như vậy trên mạng xã hội. Thậm chí, họ còn coi bà Hằng là thần tượng và trở thành các fan hâm mộ đối với những người phụ nữ như thế này. Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, quyền tự do đó phải trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đi qua giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân. Khi thực hiện quyền tự do ngôn luận thì công dân cũng phải tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác. Nếu người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì đây là coi là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong các buổi livestream trên mạng xã hội, trong khoảng 2 năm qua, nữ doanh nhân này đã đưa ra rất nhiều thông tin bất ngờ, đã thực hiện hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội để tố cáo rất nhiều người về hành vi ăn chặn từ thiện, về lối sống thiếu chuẩn mực, về các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, nhiều thông tin đã được xác định là không có thật có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này về tội danh trên là có cơ sở. Luật sư Cường nói, thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều hội nhóm chửi bới, công kích lẫn nhau dẫn đến hiện tượng thu nhập trái phép thông tin cá nhân để tố cáo nhau. Từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều người đã gặp cầu đả gây ảnh hưởng xấu đến an ninh và trật tự xã hội. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cứng rắn để xử lý đối với những hiện tượng chửi bới, vu khống, đưa tin trái phép trên mạng xã hội là điều cần thiết để làm trong sạch môi trường mạng. Cũng theo luật sư Cường, vụ án trên không chỉ do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện mà đằng sau đó còn có cả một đội ngũ tư vấn hỗ trợ để tham gia cùng trên mạng xã hội. Bởi vậy, ngoài việc xử lý với bà Nguyễn Phương Hằng thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các đồng phạm khác. Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội hoạt động thu nhập thông tin trái phép, đưa tin trái phép, những ngôn từ, hành động mà nhóm người này đã thực hiện trên mạng xã hội suốt thời gian vừa qua, đánh giá những hệ lụy đã gây ra đối với xã hội, với nhà nước, với các tổ chức cá nhân để làm căn cứ giải quyết triệt đề vụ án. Luật sư Cường cho rằng, rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với nhiều bị can và nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội lợi dụng quyền tự do dân chủ chỉ là khởi đầu của vụ việc. Về nguyên tắc thì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm đến đâu phải xử lý đến đó người nào vi phạm và xúi dục kích động người khác cùng thực hiện hành vi vi phạm thì sẽ được xác định là đồng phạm những người có cùng ý chí thực hiện hành vi tội phạm sẽ được xác định là đồng phạm vụ án này cần phải điều tra xử lý toàn diện đầy đủ và nghiêm túc đúng pháp luật thì mới đảm bảo tính gian đe phòng ngừa chung cho xã hội theo điều 331 tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân một Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.